Ui chà, hôm nay trời đẹp quá. Xuống gọi hai bạn Lim Lạc đi chơi thôi. Hả? Ui, cái gì đây? Sao nhiều cá thế này? Ôi, ôi nhiều cá chưa? Ô các bạn ơi, ở trên cầu thang nhà bạn Lim Lạc có bao nhiêu cá đây này? Ủa ôi nhiều cá chưa? Ô cá ở đâu mà nhiều cá thế nhở? Ui ui ui, cá sấu to thế. Ôi nhiều cá thế. Ui có cả siêu nhân kìa. Ui bao nhiêu cá. Ui wow, bao nhiêu cá luôn kìa. Xuống gọi hai bạn Lim Lạc lên bắt cá thôi, nhiều cá quá. Nhanh 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 nhanh, nhiều cá quá. Ôi hai bạn Lim Lạc ơi, hai bạn Lim Lạc về rồi à? Trên nhà có nhiều cá bơi trên cầu thang lắm. Hai bạn lấy xô lên bắt cá đi. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ôi trên nhà nhiều cá lắm. Đi từ từ thôi, đợi cậu vớt. Ủa tối om, trên nhà tối om, bật đèn á. Bật đèn không? Đây rồi, bật đây. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ui, bao nhiêu cá kìa. Ôi, nhiều chưa, hai anh em bắt cá vào xô đi. Một cá hai người, một cá đi. Ôi, đúng rồi, cho cá vào xô đi. Bắt được, có bao nhiêu cá ở cầu thang này. Ôi, nhiều cá chưa. Hai bạn Lim Lạc đang bắt cá đấy các bạn ạ. Tuy nhiên hôm nay ở nhà cầu thang hai bạn Lim Lạc có bao nhiêu là cá liền. Ô bạn Lim bắt bị rơi hết cá rồi. Ủa ôi bạn Lạc đã bắt lên đây rồi. Ui rồi rơi xuống rồi. Rồi cho vào xô đi. Bắt được bao nhiêu là cá kìa. Bạn Lạc xuống bắt một con cá ở dưới tầng kìa, nó rơi xuống dưới kìa. Rồi lên đi, trên này còn bao nhiêu cá đây này. Ôi trên này còn nhiều cá lắm. Wow, hai bạn Lim Lạc bắt được bao nhiêu là cá kìa. Thế bạn Lim không bắt được cá à? Ô bạn Lim bắt được ít. Bạn Lạc bắt được nhiều chưa? Bạn Lạc bắt từ từ thôi, có sót một con đây này. Sót hai con. Ôi trên kia có một con cá sấu kìa. Lên bắt luôn cả cá sấu đi. Từ từ thôi bạn Lạc ơi. Bên này nữa này. Ủa ôi, bạn Lạc bắt luôn cả con cá sấu vào xô rồi. Ủa ôi. Ủa ôi. Ủa ôi, bắt hết đi, bắt hết đi. Ủa có cả con cá mập kìa. Đây này bạn Ly bắt con cá mập này. Rồi. Ôi chiu. Ô một bạn siêu nhân, hai bạn siêu nhân ngã xuống hồ rồi. Một con cá. Ôi bạn Lạc đổ hết cá xuống hồ rồi. Ôi bắt cá bỏ vào hồ, nhiều cá chưa. Ô bắt cả siêu nhân cho vào hồ luôn. Wow. Wow. Nhiều chưa? Nhiều chưa? Nhiều. Hồ nước đẹp nhá. Bể bơi đẹp quá. Ôi các bạn ơi, bây giờ hai bạn Lim Lạc sẽ nấu món bánh cá cho các bạn xem nhá. Ôi bạn Lạc câu được bao nhiêu cá này. Bạn Lim cũng câu được cũng nhiều lắm. Rồi để xem có những con gì nào. Bây giờ hai bạn Lim Lạc giới thiệu xem câu được những con cá gì nào. Đây con gì đây. Đây là con sao này, ông sao biển này. Rất nhiều cá này. Đấy, ôi anh Lạc câu con cá đẹp chưa. Món này thì ăn ngon lắm đây này. Đây là có con mực này. Bạch tuộc là Lim câu được này. Cá này, đây con gì đây. Đây con sò này. Đây là con cua này. Con cua 8 cẳng 2 càng đúng không. Rất là nhiều cá. Thế bây giờ hỏi lại nhá. Hỏi bạn Lim đây là con gì đây. Con cua. Bạn Lạc đây là con gì đây. Con bạch tuộc. Con bạch tuộc. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào
vào lò vi sóng để nấu món bánh cá nhá. Vâng. Rồi đi thôi. Rồi. Đây đây, cho vào lò trong này. Đấy, để cậu mở lò ra nhá. Hôm nay có rồi, nhiều cá chưa? Bạn này, nhiệt độ này, chế độ này, thời gian này. Rồi, bây giờ hai anh em ra nghỉ giải lao đi. Đến lúc nào lò chín nó sẽ kêu tinh một cái là chúng ta sẽ vào ăn món bánh cá nhá. Ô hai anh em ơi, hình như là chín rồi, chúng ta vào xem đi. Nó kêu tinh tinh rồi. Ôi, xem món ăn ngon à. Ôi, ôi, món bánh cá của chúng ta xong rồi này. Ôi, nóng lắm đây nhá. Ôi, ngon chưa? Ôi, đi đi ra ngoài ăn đi. Ôi, món bánh cá ngon chưa? Rồi, đi thôi. Hai anh em ngồi lên ghế đi. Ôi, món trưa của chúng ta có bánh cá ngon lắm. Rồi, bây giờ hai bạn Lim Lạp bóc bóc bánh cá ra ăn thôi. Thôi để cậu bóc cho nhá. Ôi bên trong này, món bánh cá chúng ta ngon chưa? Nhiều. Để cậu lấy thôi, để cậu lấy thôi. Rồi, rồi. Nào, ôi món bánh cá của chúng ta kìa. Ngon chưa? Ôi bao nhiêu cá luôn này. Wow. Hôm nay hai anh em câu được nhiều cá quá. Ngon không? Ôi, món bánh cá ngon nhỉ. Cậu ăn với nhá, cho cậu ăn với nhá. Bánh cá này nhỉ. Ừ, rồi. Đây này, món con sao biển này. Ừ, đấy, sao biển đấy. Em Lim đang ăn con gì đấy? Con tôm măng nhỉ. Con tôm á? Ừ. Cậu chưa thấy con tôm đâu cả. Con tôm đâu nhỉ? Hay là bay vào mồm cậu rồi. Đây con cá heo này. Bay vào mồm cậu rồi. Ừ, đúng rồi. Ngon quá. Hôm nay hai anh em câu được nhiều cá. Cậu cũng được ăn. Ồ, con tôm đấy à? Con gì ơi? Đấy, cậu ăn một vốc luôn. Ăn một vốc luôn. Vừa thôi, không là nó nhiều quá. Ơ, anh Lạc để đây cho em ăn với. Hai bạn Lim Lạc ăn rất ngon các bạn ạ. Hôm nay hai bạn câu được bao nhiêu là cá. Làm một bánh cá ngon quá. Ngon lắm. Bà ơi cho hai cháu hai cốc nước. Uống ăn cái này khát nước quá. Ông muốn sao? Ừ. Con sao biển đấy. Nhưng vừa có con cá này. Ồ, có con cá ngựa này các bạn này. Bạn Lạc ăn thử con cá ngựa đi. Anh Lạc thấy ngon không? Con gì? Em Lim thấy ngon không? À? Em Lim hôm nay câu được ít mà ăn nhiều thế. Em Lim bày tỏ cảm nghĩ nào. Ngon không? Ngon. Rồi uống nước đi. Còn con nữa không? Cậu không, hai anh em uống đi. Để lùi cốc ra không là vỡ cốc ấy. Uống từ từ thôi không là sặc nhá. Ngon quá nhỉ. Ừ, con gì đấy? Mà
Rồi, hai anh em ăn thế thôi nhá. Chỗ này là để phần cho mẹ với bà nhá. Đồng ý không? Rồi, chỗ này để phần cho mẹ với bà. Hai anh em chào tạm biệt các bạn à. Chúc các bạn ăn ngon.